quên cho trâu ăn. Mới chợp mắt có tí mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Đói quá, phải đi kiếm miếng gì bỏ bụng thôi. Anh kia đi kiếm việc làm thuê hả? Ruộng lúa nhà ta đang thiếu người gặt, có muốn nhận việc không? Ta trả cho 5 đồng công. Ôi trời, tôi đang đói lả ra đây, tay chân bủn rủn, giờ mà đi làm thuê cho nhà ông có mà ngất lả ra đấy. Không làm thì lấy đâu ra cái mà ăn? Làm gì thì làm, chứ bảo mình đi gặt lúa thuê cho lão phú ông hách dịch kia có mà. Thà mình chịu đói còn hơn, è lưng ra làm thuê cho lão, trả được 5 đồng. Chào anh hai, chị hai. Chú Năm đó à, chú đi đâu thế? Nhà em túng quá, từ qua đến giờ không có gì bỏ vào bụng. Em đói sắp ngất rồi. Sao cái thân tôi lại khổ thế này cơ chứ? Trời ơi là trời. Thế chú dạo này làm gì rồi? Việc khó thì em làm không được, còn mấy việc nặng nhọc quá thì em làm gì có sức mà làm. Cái số của em đúng là hẩm hiu, cái gì đen đuổi đổ hết lên đầu em. Em chán lắm rồi anh chị ạ. Vào đây, tiện thể nhà anh cũng chuẩn bị ăn trưa. Vào đây ngồi với anh, mình xuống nhà dọn mâm lên nhé. Chú Năm à, chú cũng lo kiếm đường mà làm ăn đi. Cứ lông bông mãi như thế này không được, cũng phải lo làm lụng, dành dụm mà lấy vợ nữa chứ. Em cũng muốn thế lắm chứ, nhưng anh xem, cái số em nó thế, muốn làm ăn tử tế cũng không có vốn. Chứ em mà có vốn trong tay á, thì chắc chắn em sẽ giàu lên nhanh chóng thôi. À, hay là anh chị có điều kiện thì giúp em, cho em vay một số tiền vốn làm ăn. Sau này khấm khá, em sẽ trả cả vốn lẫn lời. Tiền bạc á, thì anh chị cũng không có dư giả gì. Nhưng mà được rồi, anh chị sẽ cho chú vay một con trâu và một đàn gà. Với trâu và gà, nếu chú biết chăm chỉ làm ăn, thì số sẽ khấm khá lên thôi. Chả mấy mà thành công. Ôi, đội ơn anh chị, nhất định em sẽ làm ăn tử tế, trả nợ anh chị cả vốn lẫn lời. Tất cả là thật, không phải mơ. Số mình thế mà hên. Từ nay thì khỏi phải đi chăn trâu cho lão phú ông rồi. Nhân vận may hiếm có này, mình phải thịt con gà béo này để ăn mừng mới được. Gà này ngày một gầy, càng nuôi càng gầy, lại mất giá mất. Mà gà nuôi cũng để ăn, đang đói, ăn luôn cho nhanh. Kha kha, giờ thì còn ai sướng bằng ta, ngày nào cũng có gà để ăn. Chết rồi, mấy ngày nay quên không cho con trâu ăn, không biết có sao không nữa. Cái gì thế này? Mới có một tuần không ăn mà mày đã... Chắc phải bán trâu thôi, xem vớt vát được đồng nào. Ôi, đói quá. Nhà hết cái ăn rồi, giờ trâu cũng không còn, gà cũng hết. Tiền bán trâu ăn được mấy bữa chả bỏ. Đói chả có gì bỏ bụng làm sao đây? Chắc muối mặt sang nhờ anh hai giúp nữa thôi. Thế là sao? Trâu gà đâu hết rồi chú Năm? Em mấy hôm đói quá, em làm thịt mấy con gà ăn tạm, rồi thì mới có mấy hôm quên cho trâu ăn mà nó đã... Giờ em đói quá. Đến nước này thì chú không thể đổ lỗi cho số phận được rồi. Chú đã có một con trâu, một đàn gà. Nếu chăm chỉ ra, tới giờ đã sắp có trứng gà bán rồi, rồi ít nữa có cả ngé con. Tôi đã giúp chú cái cần câu, vậy mà chú vẫn ỷ lại, lười biếng hết thuốc chữa. Xin lỗi chú, chúng tôi có giúp chú thế nào cũng vô nghĩa mà thôi. Chú về đi. Anh ơi, sao lại thế chứ? Vươn lên mặt đất. Mình đã từng là một chiếc bình cổ được mọi người nâng niu, vậy mà giờ bị vùi mình trong đống đất dơ bẩn này.
Cuộc đời thật trớ trêu, khó lường. Gì thế nhỉ? Người anh em ơi, việc gì mà phải vất vả nhoi lên mặt đất như vậy? Cứ ở im trong lòng đất có phải hay hơn không? Ồ, chào anh. Quả thực tôi rất muốn trở thành một cái cây xanh vươn cao để được ngắm nhìn thế giới xung quanh. Có gì hay ho đâu, tôi khuyên cậu đừng nên dại dột như thế. Hãy từ bỏ ngay ý nghĩ ngông cuồng đó đi. Sao thế hả anh? Trên mặt đất, khắp nơi chỉ toàn là những đám cháy rùng rợn, thiêu đốt mọi thứ. Rồi chiến tranh, tàn phá, chết chóc tang thương không kể xiết. Làm sao mà anh biết những điều đó? Tôi ư? Tôi đã sinh ra trước cậu hàng ngàn năm rồi. Tôi vốn là một bình sứ cổ quý giá ngàn năm tuổi, đã từng được người đời nâng niu bày biện ở những nơi sang trọng nhất. Thế tại sao anh lại nằm đây? Thế rồi một ngày kia, trời ơi, nhiều đồ quá, chúng ta gặp may rồi. Đồ cổ đó mày ơi, nhanh lên, cho vào túi đi, chủ nhà về bây giờ. Đến đây là yên tâm rồi, nghỉ chút đi. Ừ, cái bình này dễ phải đến trăm bạc chết gì. Công nhận đồ cổ xịn có khác, đẹp thật đấy. Đâu đâu, tao xem chút. Cẩn thận chứ, vỡ bây giờ. Để tao xem chút. Có phải của mỗi mày đâu mà mày ôm khư khư thế? Công tao vất vả vác nó ra tận đây, chẳng là của tao thì của ai? Là ai tính trở mặt à? Nhờ có tao phát hiện ra nhà đấy thì mới có cái bình này, nó phải là của tao chứ. Của tao? Là của tao? Không, là của tao. Của tao. Đúng là của đến tận miệng rồi còn mất. Tại mày cả đấy. Tại mày. Là tại mày đó. Bọn trộm cướp đã tranh giành co kéo tôi rơi xuống đất, rồi vỡ tan như thế này. Và thế là bao nhiêu năm nay tôi nằm trơ trọi nơi hoang dã này, không một ai đoái hoài, nhòm ngó. Ngày đêm buồn tuổi trong sương lạnh và nắng cháy như thiêu. Cuộc đời này chẳng có gì hay ho cho cậu đâu. Khi cậu lớn lên rồi, cậu cũng sẽ bị chặt phá, bị bão tố đánh quật thôi. Nhưng sống mãi trong lòng đất thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi sẽ vươn lên, trở thành một cái cây cao lớn. Nhoi lên làm gì cơ chứ? Trời ơi, dưới này ẩm ướt quá. Cây ơi, có cách nào cho tôi lên đó để được mở rộng tầm mắt với? Cần phải cố gắng. Nam, con làm hết bài tập về nhà chưa? Tí con làm ba ạ. Còn nói mấy cái tí rồi hả? Tí con làm thật mà ba. Ba thấy con Tân bóng giỏi không? Nam ơi, Nam ơi! Cháu chào bác. Ừ, chào các cháu. Hùng, Dũng, các cậu tìm mình có việc gì thế? Đi tập chạy thôi. Mọi người rất hy vọng cậu sẽ đại diện cho lớp B đi thi chạy đoạt giải nhất đấy. Đúng rồi, đi thôi Nam. Ôi dào, tưởng gì? Còn hơn một tháng nữa mới tới lễ kỷ niệm mà. Với lại tập làm gì chứ? Các cậu không thấy thành tích của Tùng lớp A rất là cao à? Chẳng ai có thể vượt qua được cậu ấy đâu. Thế nên chúng mình mới rủ cậu đi tập. Thôi, tập làm gì? Các cậu cứ tập đi. Năm ngoái mình về nhì đấy thôi. Năm nay chắc cũng như năm ngoái thôi. Thế là được rồi. Giỏi quá, hay quá. Nam,
Con định nằm đọc truyện đến bao giờ nữa hả? Dậy đi học bài đi. Con đọc nốt một tí thôi. Tí con học ạ. Tại sao việc gì con cũng để một tí nữa mà không phải là cố gắng thêm một tí nữa? Ba thật thất vọng vì con đấy. Ba ơi, các hiệp sĩ áo trắng đang bị bao vây, họ không thể thua cuộc được. Con đọc nốt sẽ đi học ngay mà. Không thể thua cuộc. Vậy sao chiều các bạn rủ con đi tập chạy, con không đi? Chỉ là một cuộc đua ở trường thôi mà ba. Năm nào bạn tôn lớp A cũng về nhất, chẳng ai vượt qua được cả. Còn cố gắng mãi cũng chỉ về nhì. Dù sao thì lớp cũng vẫn có giải là được rồi. Có cố gắng mãi mà không thể thành công thì cố gắng ấy cũng chẳng là gì. Con trai, để ba kể cho con một câu chuyện. Một câu chuyện. Trong một cuộc chiến, hai bên chiến đấu ác liệt nhiều ngày liền. Và cuối cùng một bên thua cuộc. Vài người lùi lại 50 bước, vài người lùi lại nhanh hơn. Họ lùi 100 bước. Những người lùi lại 50 bước bắt đầu cười cợt những người lùi 100 bước. Ồ, nhìn những kẻ thảm hại kia kìa. Trận đánh vừa kết thúc mà họ rút lui nhanh chưa? Ngay lúc đó, vị tướng quân lên tiếng. Tất cả chúng ta đều là những kẻ thảm hại. Tất cả. Trong mỗi cuộc chiến, luôn chỉ có một người chiến thắng. Còn đã thất bại, dù lùi lại 50 bước hay 100 bước, thì vẫn là những kẻ bại trận. Trong cuộc đua nào cũng vậy, cũng chỉ có duy nhất một người chiến thắng. Người ta sẽ chỉ nhớ người chiến thắng. Con biết rồi, có về nhì thì cũng chỉ là thua cuộc mà thôi. Nhưng kẻ thua cuộc thảm hại nhất là kẻ thậm chí còn chẳng thèm cố gắng. Bà muốn biết con quan tâm các hiệp sĩ áo trắng thua cuộc hay con sẽ tiếp tục thua cuộc? Ba ơi, con làm bài tập xong rồi. Con xin phép đi tập chạy cùng các bạn. Ừ. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Lớp mình vô địch, Nam vô địch. Bài học cho kẻ hung hăng. Chạy đâu cho thoát. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này là có một chuyện rất quan trọng muốn thông báo cho mọi người. Chuyện gì thế nhỉ? Tất cả tụ tập ở đây, lão còng mà biết thì chết cả lũ. Phải đấy, tôi cũng chính là vì chuyện ấy. Gần đây lão cọp hung dữ không biết từ đâu đến đã giết hại biết bao loài, khiến chúng ta luôn phải sống trong sự lo sợ. Vậy anh có cách gì để ngăn chặn lão cọp không? Tôi có ý này. Chúng ta sẽ thương thuyết với cọp, hứa với nó rằng mỗi ngày chúng ta sẽ dâng cho nó một con thú. Làm thế sao được khi không lại tự nộp mạng? Ý tôi không phải vậy. Ai cũng biết lão cọp rất hung dữ. Mỗi ngày lão không chỉ bắt một người trong số chúng ta, mà có thể là hai, ba, thậm chí là nhiều hơn. Nếu mỗi ngày chúng ta dâng cho nó một người để nó không ra ngoài kiếm ăn nữa, như vậy những người còn lại sẽ an toàn ngày hôm đó, tránh được việc nó gặp ai thì giết người ấy. Nghe cũng có lý. Dù sao thì một người chịu hy sinh cũng còn hơn là nhiều người. Không được, tôi không đồng ý. Tôi thấy cách đó không ổn. Trước sau gì chúng ta đều bị giết. Tại sao không nghĩ ra cách để lão cọp không hại được chúng ta nữa? Vậy anh có cách gì hay hơn, nói ra xem nào. Tôi chưa nghĩ ra. Đấy, làm gì còn cách nào hay hơn cách của tôi chứ. Tôi cũng đã nói với lão cọp và lão đã đồng ý. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một người để ngày mai dâng lên lão. Ai xung phong đi đầu nào? Không, tôi không đi đâu. Hay là anh cáo xung phong đi. Anh nghĩ ra cách đó mà. Phải đấy, phải đấy. Ê, không được. Tôi cũng muốn lắm,
Nhưng thế là không công bằng. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm nhé. Người nào bốc trúng lá thăm có đánh dấu thì người đó phải đi nộp mạng đầu tiên. Cầu không là không phải tôi. Thăm của anh đây, có cần tôi mở giúp không? Không cần mở. Trong chuyện này, anh là người đưa ra sáng kiến. Lẽ ra anh phải là người đầu tiên thực hiện mới phải. Chứ nói mà không làm thì nói làm gì? Nhưng thôi, tôi sẽ là người đi đầu tiên. Hả? Thỏ con xung phong sao? Tuyệt! Vậy là ngày mai, tất cả chúng ta đều được an toàn. Không ngờ anh Cáo vẫn được tiếng là tinh ranh, mà chỉ nghĩ được đến an toàn ngày mai thôi. Ông Cọp ơi, tôi đến nạp mạng cho ông này. Lại đây! Sao nhà ngươi đến muộn vậy? Có biết ta đợi lâu lắm rồi không? Không phải lỗi tại tôi đâu. Đáng lẽ họ không đem tôi dâng cho ông vì tôi quá gầy. Họ đã chỉ định một người mập mạp thơm ngon hơn đem dâng ông rồi. Nhưng làm sao? Tại sao bây giờ mày mới dẫn xác đến? Thưa ông, họ đưa đến cho ông một người béo tốt. Nhưng giữa đường có một ngài cọp khác giành mất rồi, nên họ phải quay về bảo con thay thế ạ. Ông xơi tạm vậy. Cái gì? Còn thằng cọp nào nữa? Nó ở đâu? Dạ, ngài cọp kia ở trong một cái hố sâu tại một mảnh đất hoang gần đây ạ. Ngài ấy hung dữ lắm, còn bảo là chấp cả hai người như ông cơ. Ông đừng động vào ngài ấy, kẻo... Cái gì? Nó dám nói thế sao? Láo, quá láo, dám giành ăn với ta còn láo xược. Mau dẫn ta đến gặp nó. Vâng, mời ông theo con. Sao lâu thế mà chưa đến nơi? Ta đói hoa cả mắt rồi đây. Kia rồi, hang của ngài cọp ấy ở dưới cái hố kia ạ. Con không dám đến một mình đâu. Ông lại đây mà nhìn. Đấy, ngài ấy đấy. Ông trông có hung dữ không cơ chứ? Thằng cọp kia. Thằng này láo thật. Còn dám nghe tranh dọa ta. Hãy đợi đấy. Hả? Làm gì có con cọp nào? Con thỏ kia, mày dám lừa tao à? Cứu tôi với. Đáng đời kẻ gian ác. Từ nay đừng hòng làm hại ai được nữa. Đáng đời tên hổ gian ác. Anh Cáo ơi, từ nay trở đi tất cả chúng ta đều an toàn rồi. Không phải chỉ có ngày mai đâu. Mẹ và bữa ăn ngon. Em ơi, chuyện gì thế anh? Bà nội cô Tí nói sẽ lên thăm vợ chồng mình đấy. Tưởng có chuyện gì làm em hết cả hồn. Sao mẹ không gọi con ra đó? Mẹ có mệt không? Em ơi, mẹ lên rồi này. Thành phố thiếu gì mấy thứ này mà mẹ mang vác lên cho khổ. Toàn đồ sạch ở quê mẹ mang lên cho cô Tí mà con. Thế sao mẹ không mổ luôn ở nhà? Mang lên gà sống nó ỉa đái kinh hết cả người. Rồi Tí lại phải mổ, làm lông nữa chứ. Ồ, con đừng lo, việc mổ cứ để mẹ. Mẹ vào rửa mặt mũi chân tay, nghỉ ngơi một lát, rồi hôm nay cả nhà mình sẽ đi ăn ở ngoài. Ừ, để mẹ vào trong. Anh định dẫn cả nhà đi ăn ở đâu? À, nhà hàng trong khách sạn Hoàng Gia. Anh đặt chỗ rồi. Cái gì? Nhà hàng trong khách sạn 5 sao? Anh nhiều tiền quá nhỉ? Nhà đã dư giả gì đâu, lại còn bày vẽ thêm chuyện. Tôi với cô Tí không đi đâu, anh đi mà dẫn bà đi. Mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn. Chúng mình đã kết hôn 8 năm. Đây là lần đầu tiên mẹ từ quê ra chơi. Anh muốn mẹ yên tâm và thấy rằng chúng ta không thiếu thốn gì cả.
mình vất vả nhiều rồi, cũng phải ăn uống xả láng một bữa chứ. Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi nhé. Cảm ơn em. Em vào chuẩn bị nhanh rồi mình đi. Con, cố ăn thật nhiều vào. Con à, ở nhà nấu ăn là được rồi, bày vẽ đi nhà hàng làm gì tốn kém lắm. Ăn ở nhà mãi chán lắm. Tháng nào bọn con cũng cho bọn trẻ đi ăn nhà hàng đấy. Mẹ ăn đi. Đây là món sườn bò nướng kiểu Mỹ. Mời cả nhà dùng ạ. Kìa con, món ăn còn nhiều thế này, ăn chắc gì đã hết. Thôi đừng gọi nữa con ạ. À, con đã đặt trọn gói bữa tối nay rồi, mẹ đừng lo. À, mà khách sạn này có quy định là ăn tại đây thôi, không được gói mang về đâu. Ăn thừa còn bị phạt tiền đấy. Ồ, vậy à. Chà, ngon quá. Ăn đi cô tí của bà. Bày trò gì thế? Đồ ăn ngon thế này, nếu gói mang về vẫn có thể cho con ăn thêm. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn cơ mà. Đúng là sĩ diện. Anh nhìn đi, một bữa ăn mà tốn bao nhiêu tiền, bằng cả 1/3 tháng lương của anh đấy. Mà có nhất thiết phải đưa mẹ đến chỗ sang thế không? Từ nhỏ tới giờ, trong nhà có đồ ăn ngon, mẹ đều không dám ăn, mà dành hết cả phần mình đến bữa sau cho mấy đứa con. Anh luôn có một ước muốn, muốn mẹ được ăn đồ ăn ngon, thay đổi khẩu vị, ăn nhiều một bữa. Nếu hôm qua anh không nói dối, nhất định mẹ sẽ không động đũa đâu. Nhưng sau này cô tí trưởng thành, lấy vợ thì em sẽ là mẹ chồng đấy. Nhưng dù sao, khi đó em cũng không cần phải đến khách sạn 5 sao để ăn tối đâu. Em à, em có tin cả mấy tháng tới, câu chuyện mẹ kể đầy tự hào với hàng xóm sẽ xoay quanh bữa ăn tối qua không? Lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ được ăn một bữa tối như vậy đấy. Thôi được rồi, nhưng lần sau có chọn thì chọn cái quán nào giá tiền vừa phải thôi nhé. Anh nhất trí, cảm ơn em đã hiểu ra. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.